Rồi thì mình xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại trước mặt mình là con xe Hitachi ES 200-2 mọi người. Đấy, thì xe này anh chủ anh kêu bán nè, thì chút thì mình báo giá sau nha. Thì tình trạng xe thì mình sẽ quay từng chi tiết cho mọi người xem. Để trước tiên thì ở đây thì mình coi xích nè. Xích thì nó y gan như mới luôn á mọi người. Đây, bây giờ dàn chân dày dặn, chưa có gỉ sét nha. Dàn chân này y gan như mới luôn. Mâm bánh phon rồi thì nói chung xe này nó không có chạy gì mấy, bởi vì dàn chân nó còn liền, xích thì còn đều hết. Rồi thì mình quay từng chi tiết để mình vô cái bơm quay cho mọi người xem. Rồi cái cửa này nó bị khóa, hiện chút mình mở cửa mình quay cái bơm cho mọi người xem. Đây cờ lơi thì còn đầy đủ hết nha, nói chung thì dàn chân thì bao y gan như mới luôn. Đây xương nè, xích còn quá ngon. Rồi để mình lên trên quay chi tiết ở trên. Đây ắc cần đồ thì còn nói chung còn khít khao hết nha mọi người. Đây Hitachi ES 200-2 ắc cái ắc đồ thì nó còn liền hết, ủ quay phân khối. Máy thì tình trạng máy thì nó bị đổ hơi rồi. Cái xe này nói chung làm bãi vật liệu thì cũng đậu không chứ không có làm gì mấy. Rồi thì đây chút cái mình đợi xe cái mình thử cho mọi người xem. Rồi đây là trong cabin đó nè. Cái này thì đặc vụ mua về thì phải dọn lên đó mọi người. Phải rửa ghế vệ sinh rồi đấy. Kiến chắn gió đồ thì hai bên hông thì còn nha, còn kiến chắn thì nó bị bể rồi. Thì để chút nổ máy lên cái mình quay tổng thể cho mọi người xem. Đây thì mới nổ máy cái xe nè mọi người, cái bơm. Rồi đang thử xe nha mọi người. Nói chung ắc gào ắc bọng rồi thì xe này còn liền lắm. Đây hiện tại là nó đang đỡ garanti á. Đó, thấy chưa? Garanti mở nhanh nhẹn ra. Đây là chỉ đỡ garanti thôi nha, chứ chưa ra lên ra lớn á. Dần chân nhanh ghê. Ý là đá gan tay mà dần chân đi vậy đó mọi người, đi cào cào á. Dần chân là bao mạnh luôn. Cái máy đổ hơi nhưng mà trong tình trạng là cho phép chạy được nha. Thấy nó cũng không có khói gì mấy. Nó chưa ăn nhớt. Ti thì cũng chưa tuột. Thì xe này anh chủ anh kêu là 240 á mọi người. Chốt 240 nha. Hitachi ES 200-2. Rồi thì chút mình có để lại số điện thoại ở dưới, anh em nào cần thì liên hệ.
dàn chân thì anh em khỏi khỏi chơi. Nó để cái anti mà nó chạy vậy đó mọi người. Cái này mà bơm xích thẳng cho nó là chạy nhanh lắm á. Thank you.